Anh thông cảm nhé, ở ngoài đời em không được đẹp như trên mạng đâu. Em yên tâm, anh thấy trên mạng em cũng đâu có đẹp đâu. Này em, thế trước giờ có ai khen em dễ thương chưa? Trước giờ em gặp 8 đến 9 người rồi mà chưa ai khen em dễ thương cả. Vậy thì anh sẽ là người thứ 10. Anh quá đáng lắm. Anh đùa thôi, em nhìn lại em xem, người có tật khúc xạ về mắt như anh còn thấy em hơi đẹp nữa là. Cảm ơn anh. Thế anh thấy giọng nói của em thế nào? Giá như ở đây có một ít đường thì anh đã pha được một ly nước chanh rồi em ạ. Giọng của em ngọt lắm, ngọt như chanh ý. Thôi được rồi, còn cái gì anh chê nốt luôn đi. Sao em lại nói thế? Em thì làm gì còn gì để chê, ngoài gương mặt hơi thiếu cân đối, nước da tươi sáng màu bánh mật, đôi môi tươi thắm màu thịt bò và đôi mắt ưu tư của người nghiện. Ngay buổi đầu tiên mà anh đã chê tôi như vậy. Thôi được rồi, tôi đi về, tôi không hẹn hò với anh đâu. Dừng lại. Anh đã biết ngoại hình của em như thế, nhưng anh vẫn muốn gặp và tìm hiểu em, cho nên là điều đó với anh không quan trọng. Mồm anh chê, nhưng lòng anh mê em ạ. Em hạnh phúc quá. Thôi thôi em đừng khóc nữa, bởi vì khi khóc, mặt em nhìn xấu lắm.